Lại chương trình của bản tin ngắn có vẻ như ông Newsom. Ông Newsom tái khẳng định lòng trung thành cẩn cẩn đối với Kamala Harris và ông Joe Biden. Đó lý do mà tại sao tôi nói thành viên của đảng Dân Chủ nó ăn uống nhau no nê từ trên xuống dưới. Sử dụng của chiến dịch rải gạo, rải thóc. Cái chiến dịch mà gần như ai cũng được hưởng cái lợi lộc và không ai tấn công đấu đá lẫn nhau, rất đoàn kết. Ông Newsom tuyên bố là ông sẽ không tranh cử cho 2024, vẫn trung trung cẩn cẩn với Joe Biden và tuyên bố Kamala Harris là người kế nhiệm đương nhiên của ông Biden. Tổng thống Gavin Newsom, tiểu bang của California, cho biết phó tổng thống Kamala Harris đương nhiên là người kế nhiệm tổng thống Biden nếu ông không tranh cử vào 2024 trong đoạn clip trước đây. Có nghĩa rằng là nếu mà thật sự ông tuyên bố không tái tranh cử cho 2024 thì Kamala Harris là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Chắc chắn trong cái chương trình của NBC nói rằng là cái thời gian nộp hồ sơ vẫn chưa trôi qua. Nếu ông Biden không tranh cử, tại sao chúng tôi không coi ông là một ứng cử viên? Khả năng ông Newsom trả lời, chà, tôi nghĩ phó tổng thống đương nhiên là người xếp hàng. Cái hay của cái đảng Dân Chủ là gì? Họ vẫn tiếp tục xếp hàng. Họ rất trung trung cẩn cẩn với nhau để tiếp tục chi tiêu vài ngàn tỷ đô la của người Mỹ chúng ta. Trên thực tế, tiểu bang California cũng chẳng có khá gì lắm đâu. Theo cái báo cáo mới nhất của US Deadlock, báo cáo của US Deadlock là gì? Tiểu bang California đang thâm thủng về nợ và rất là nhiều khả năng sẽ vỡ nợ trong tương lai. California điển hình nhất hiện giờ, chỉ số GDP là 3.771 tỷ đô la. Nhưng mà trên thực tế cái nợ công là hiện giờ là 580 tỷ đô la. Và tiểu bang California chỉ thu vào được có 631 tỷ tiền thuế, là thuế của tiểu bang, trong cái đó chi ra 774 tỷ đô la. Mỗi công dân tại tiểu bang California đang gánh nặng 14.932 tỷ đô la. Vấn đề nằm ở chỗ, tiểu bang California vẫn tiếp tục gặp được nhiều rắc rối. Những rắc rối vấn đề tội phạm và đương nhiên Newsom của San Francisco đã xảo trá về điều này khi tranh cử cho thị trưởng thành phố San Francisco trong quá khứ. Khi ông tranh cử thành phố San Francisco, ông đã từng tuyên bố về báo cáo nhiều thứ khác nhau, trong đó có sự kiện hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư. Những cái tình trạng vô gia cư tại tiểu bang California trở nên phức tạp hơn. Và dân số vô gia cư càng ngày càng tăng hơn là bởi vì rất là nhiều những cái chính sách liên quan đến chính sách của đảng Dân Chủ, trong đó có cái chính sách hợp thức hóa vấn đề trộm cắp. Những doanh nghiệp nhỏ đang chết dần chết mòn với sự lãnh đạo của Newsom. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.